Chào anh em. Hôm nay mình hướng dẫn anh em gọi là mình chia sẻ cách làm đá chấm như ở trên này. Mời anh em cùng xem cách làm và cái dụng cụ cần làm. Và mời anh em xem cái video. Qua cái đồ để mình làm đấy, cái đồ trước khi mình chuẩn bị đấy, đây là cần nước mút và mình nhíp mình nhỏ đấy. Đây tôi làm thử cho anh em xem nhé, đây như này này, thật rút ra đấy, là cấu ra này à, làm cho nó cái lỗ nó không đồng đều thì đây cái chấm này thì nó tự nhiên hơn, thế cái là ta nhỏ sâu hơn nữa, ta nhỏ sâu hơn nữa. Lấy sơn ta chỉ chấm một vài ba lần cảm giác sơn hết rồi ta lại lấy tiếp, chứ không để lấy cố là nó sẽ bị bết rồi, cái mút hết sơn đấy thì chấm cố vào nó nhé. Để quay cho anh em xem, thì tôi chấm xong nước một nhé. Đấy, chấm xong nước một rồi này,
chấm xong nước 1 thì ta phải chờ cho nó khô nhá anh em. Ta chờ cho nó khô rồi ta mới chấm tiếp nước 2. Và cái mút đấy, cái mút này ta chấm xong rồi ta giặt cái mút đi. Ta chấm nước 2 để cho nó đỡ bị lẫn lộn màu vào nhau, nó bị bấn màu. Nhớ nữa anh em phải chờ cái nước 1 nó khô bắt đầu anh em ta mới chấm tiếp. Rồi, ta bắt đầu chấm nước 2 anh em nhá. Anh em cũng chấm như tương tự như nước 1 thôi. Đấy, nhưng cái mút là ta nên nhớ là ta giặt xong rồi bắt khô đi. Bắt khô đi lần nữa nhá. Đây chấm những cái nước 1. Anh em nhá. Anh em nhớ là mỗi lần chấm xong là nhặt giặt mút đi nha, giặt mút cho sạch nha, bắt khô nước. Đen anh em ạ. Cái đen này anh em cho nó cái nước cho nó hơi loãng một tí. Cái độ đen thì anh em tấm nó nhạt nhạt thôi, không nên chấm đậm quá, đậm quá.
xong rồi đấy. Thế nên anh ta còn một lớp cuối cùng nữa. Cuối cùng. Bây giờ chấm lớp thứ 6 anh em nha. Lớp này là cái lớp về lớp cuối cùng. Đấy. Chấm xong lúc này là anh em ta phủ bóng thôi. Ok rồi đấy. Bây giờ mình chuyển lên cái máy khác mình quay cái màu nó hơi khác một tí anh em nhé. Cái màu của cái máy này thì nó thật hơn. Đây là cái mình dùng cái lớp màu lèn đấy, cái màu lèn như này, cái màu lèn đây, đây là cái màu lèn này, mình chấn ngược lại, mình tạo độ trong cho nó. Chấm xong rồi nha, để mình quay gần anh em xem này. Đấy, chấm xong rồi. Chờ nó tí nữa chờ nó khô là mình tỉa lại cho nó vuông vắn rồi mình phủ bóng cho anh em xem. Đấy là nó chấm xong rồi. Còn cái giờ tối thì là cái ánh sáng thì nó không được tốt anh em. Nhìn nó không đẹp bằng ngoài đâu. Bây giờ mình lăn bóng nha. À, còn cái bóng mình bóng anh em nếu mà làm cái giá nó bình dân ấy thì ta dùng clear thôi. Dùng clear thôi, nó cũng là của Covan luôn. Đấy, phủ bóng clear ngoài trời. Anh em ta cứ lăn một lớp pha thêm nước vào hơi nóng nãy rồi. Ở lớp thứ hai ta lăn còn pha ít nước thôi. Anh em ta pha lăn 2 lần, thế chứ 3 lần. Nhưng mà lần nào anh em ta nhớ là lăn phải pha nước vào. Pha nước vào thì cái màng sơn nó đỡ dày. Tránh bong chóc. Còn anh em muốn làm cao cấp hơn đấy, nó bóng cảm cho nó bóng hơn thì em ta dùng 2K. Đây là 2K. Đây là một cặp của nó đây. Đây thì cái thời gian nó muộn rồi thì mình cứ phủ cái clear cho anh em xem thôi. Thế bây giờ mới nó ra là không dùng cái này nó chết. Nên mình không dùng cái mình không phủ cái này. Mình phủ clear cho anh em xem thôi nhá. Đây thôi thì cái này mình cũng chẳng lại cho anh em hiểu nhé. Màu lèn này, đây là màu chấm thứ nhất này, màu chấm thứ hai này, màu chấm thứ ba này, màu chấm thứ tư này. Thì chấm xong cái lần này thì anh em lại chấm lại cái màu thứ nhất và cái màu lèn. Đấy. Chấm lại màu này và cái màu lèn là màu cuối cùng.
anh em chơi phủ bóng thôi. Nên mình biết đâu thì mình chia sẻ đấy, mà anh em nào mà làm cảm giác mà bỏ hay là thêm bớt được cái nước nào nó đẹp hơn thì anh em làm thôi. Đây thì mình cũng đã hướng dẫn anh em là cách làm cũng gần như là đầy đủ anh em ạ. Thì anh em tham khảo làm, anh em cảm thấy ok thì hãy giúp chia sẻ và like cho mình. Vì video này mình vừa làm mình vừa tự quay ấy, mình vừa edit, mất khá nhiều thời gian ấy, mấy tiếng buổi tối.